Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, tối 25 tháng 1 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Cam Lộ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức chương trình nối vòng tay nhân ái Tết vì người nghèo, Tết sum vầy và tôn vinh người hiến máu nhân đạo tiêu biểu. Đây là chương trình được huyện Cam Lộ tổ chức lần đầu tiên nhằm kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các cá nhân hảo tâm phát huy tinh thần tương thân tương ái, đóng góp chia sẻ một phần khó khăn với những gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình bị thiệt hại do thiên tai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón Tết vui xuân năm 2019 đầm ấm, hạnh phúc. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã huy động được hơn 305 triệu đồng từ các tổ chức cá nhân hảo tâm. Từ số tiền này, ban tổ chức đã tặng 2 nhà đại đoàn kết, mỗi nhà trị giá 40 triệu đồng, trao 60 suất quà, trong đó 40 suất trị giá 500.000 đồng mỗi suất và 20 suất mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các hộ nghèo, nạn nhân da cam, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, huyện Cam Lộ cũng đã tuyên dương khen thưởng cho 21 cá nhân hiến máu nhân đạo tiêu biểu. Và xin được cảm ơn các đồng chí lãnh đạo huyện, đặc biệt là...